Thì em xin giới thiệu các bác đến cái bộ sản phẩm đen đô nắng của nhà em. Hàng hôm nay thì nhà em về số lượng cũng rất là nhiều loại đa dạng. Và nhà em thì như các bác đã biết rồi, nhà em thì nhập hàng từ nhà vườn người ta làm uy tín ấy, nên là cây của người ta đặt ra khá là chuẩn chỉnh. Đặc biệt hơn là cây cũng đều là cây lựa chọn, hàng rất là đẹp để ngập tràn những dòng hàng đen đô. Và mỗi khu của nhà em sẽ phân loại thành từng loại. Và giá thành ngày hôm nay thì em vẫn sẽ đang để giá tri ân ngày cuối năm. Bình thường thì khi các bác mua từ 5 cây, 10 cây mới được giảm giá. Ngày hôm nay khi mua từ 3 cây thì em sẽ giảm cho các bác 5.000 đồng một cây. Mua từ 5 cây giảm 10.000 đồng một cây. Đấy, tức là khi mua từ 5 cây là được giảm 50.000. Coi như là hỗ trợ mọi người một chút tiền cước phí nhá. Và khi từ mua từ 10 cây trở lên ấy, ngoài việc giảm 10.000 một cây thì em sẽ tặng cho mọi người một lọ dưỡng hoa nhá. Tặng một lọ dưỡng hoa, bởi vì khi mà cây ra hoa ấy, dưỡng hoa thì cây của nó, hoa của nó sẽ đẹp hơn và bền hơn. Thấy, hàng nhà em thì phân thành từng loại, chia thành từng khu, và hàng cây của nó xanh mướt nhá các bác nhá. Hàng đen đô nắng này nhiều cây đang nhú nụ để các bác chơi hoa Tết thoải mái này. Mà dòng này thì ra hoa quanh năm, không chỉ các bác chơi hoa một năm có thể chơi được nhiều lần. Và hàng thì rất là đẹp, xanh mướt luôn. Và sau đây thì em sẽ đi qua từng loại. Và rất là nhiều những mặt hàng đen đô nắng hoa hot và được rất là nhiều người ưa chuộng. Trước mặt các bác đó chính là lô bà liễu xưa. Dòng bà liễu xưa, một trong những dòng năm cánh trắng quốc dân được rất là nhiều người yêu thích. Dòng này thì nổi tiếng với dòng hoa rất là sai và hoa bền, hoa thơm nữa. Hội tụ rất là nhiều những cái ưu điểm của cái dòng bà liễu xưa này. Hàng hôm nay nhà em là về cái hàng chậu to. Hàng này để các bác có thể chơi hoa xuân luôn này. Cây to, cây trưởng thành. Cây này là cây năm 3, năm 4 rồi các bác nhé, chứ không phải là cây năm nhất. Đây là những cây năm nhất này, năm 2, năm 3 này. Đấy, vòi hoa của nó thì hàng này ra hoa ở trên đầu ngọn và nó còn ra hoa ở những cái thần mắt. Cây bây giờ vẫn đang đi ngọn. Chậu nhà em bán hôm nay là chậu phi 18, chậu to. Đấy, cây cao khoảng từ 60cm, 5-60cm, 70cm cũng có. Và em bán loại này là 220.000 đồng một chậu. Đây là bà liễu xưa nhé, hoa thơm, hàng đẹp. Đấy, bông hoa của nó thì rất là sai. Khách nhà em thì mua về mấy chậu về ghép thành một trụ to ấy. Sau này ra hoa thì nó thành một tác phẩm rất là đẹp. Tiếp đến là pen soda xưa. Dòng pen soda xưa, đây cũng là một trong những dòng hàng hot của dòng đen đô nắng. Pen soda thì hàng này thì cực kỳ là đắt tiền rồi. Đấy, so với giá thành những cái loại khác thì pen soda được mọi người yêu thích, bởi vì cái hoa của nó màu vàng tươi, rất là đẹp. Dòng này là dòng đen đô nắng, cho ra ngoài nắng thì hoa rất là thơm. Thơm đặc biệt hơn. Đấy, một chậu của em là chậu phi to này, rất là nhiều thân. Thực ra thì có cả những chậu ít thân hơn thì cây này nó cao to mập hơn và cây đứng ngọn rồi. Đấy, chậu mà lùm lùm nhiều thân này thì cây của nó một số cây vẫn còn chưa đi, chưa thắt ngọn nhá. Hàng này thì bao phê bao đẹp luôn, hàng không đẹp thì không lấy tiền ạ, rất là đẹp. Cả một cái lô hàng mới về ngập tràn luôn. Đây là dòng pen soda xưa. Đấy, mặt hoa như mọi người trên màn hình ấy, hoa tuyệt vời. Em bán là 250 một chậu nhá. Và lưu ý là vẫn còn đang được giảm giá khi các bác mua từ 3 chậu, 5 chậu và mua từ 10 chậu đều được giảm giá. Đấy, hàng hôm nay về bao la bát ngát luôn. Đây là dòng pen soda xưa. Citachong ạ, đây là một dòng nắng mới nhá. Hàng này là hàng hot vừa rồi mà em về số lượng ít không đủ để trả đơn cho các bác này. Hàng hôm nay thì nhà vườn người ta giữ một thời gian nên cây đã đứng ngọn. Một số cây còn đang sưng nụ hoa cơ, nhú nụ cơ. Đấy, cây của nó đấy ạ, chiều cao của nó, cây của nó khá là mập đẹp. Citachong này, mặt hoa của nó quá là đẹp vời. Em sẽ đính kèm cái mặt hoa trên màn hình mọi người xem nhé. Đây, cây mập đẹp giá 80.000 đồng một chậu. Hàng đẹp. Đây là cái tên như tên nước ngoài ấy. Em đọc thì nó có vẻ hơi khó nghe, nhưng mà mọi người cứ bảo đây là cái dòng nắng mới nhé. 80.000 một chậu Citachong. Uthai ạ, dòng hôm nay thì về cái Uthai hoa thơm. Dòng Uthai này, lô này thì về cây của nó rất là nhiều mầm này. Đấy, cây của nó thì rất là cao, mập, đẹp. Và đặc biệt hơn là một số cây còn đang nhú nụ này. Uthai hoa thơm, hàng Thái. Em bán với giá là 80.000 đồng một chậu nhá. Đây là dòng Uthai hoa thơm. Trắng lưỡi tím ạ, trắng lưỡi tím. Hàng này là nhà vườn đang phun nước vôi trong để gửi đi cho mọi người nó an toàn hơn, tránh bị thối nhũn nhé. Đây, cái lá của nó các bác nhìn có một số cây thì lá nó hơi màu trắng trắng, phấn trắng là của nước vôi trong. Cái dòng trắng lưỡi tím này thì em đang bán ra với giá là 80.000 đồng một chậu. Đấy ạ. Chậu này của nó thì cũng rất là nhiều thân. Đấy, một chậu nhiều thân đã đứng ngọn, một số cây thì đang nhú nụ. Trắng lưỡi tím 80.000 đồng một chậu. Bò nâu ạ. Bò nâu, đây là cái hàng mới về ngày hôm nay. Đấy, cây bò nâu cũng rất là mập đẹp luôn. Chưa giờ thấy cái cây bò nâu nhìn to mập như vậy. Bình thường các bác mua là bò tím, bò vàng. Ngày hôm nay thì em về cái bò nâu nhá. Hoa rất là đẹp và cây đang đứng ngọn hết rồi. 80.000 đồng một chậu. Lô vàng chanh vừa mới về. Đấy, vàng chanh thì
Vốn dĩ dòng này thì cây của nó vẫn rất là cao to và rất là mập. Đấy, cây vàng chanh của nó hiện tại đây ạ. Đấy, một cây của nó cao, đẹp. Giá cũng 80.000. Một số cây thì đang đứng ngọn hết rồi. Vàng chanh này thì vòi hoa rất là dài và rất là sai hoa. Đây là dòng vàng chanh nhá. Bò vàng ạ, hôm nay thì em về cái lô bò vàng cây tơ. Dòng này thì bò vàng hoa của nó cánh xoắn. Đấy, rất là mướt và đẹp. Bò vàng em bán 80.000 đồng một chậu bò vàng. 80.000 đồng một chậu nhá. Cả một lô hàng về rất là mướt. Đấy, cái lô bò vàng kết thúc cuối năm nay và hàng thì siêu đẹp rồi. Ba vàng ba đỏ. À, cây ba vàng ba đỏ là một dòng hàng hoa lan đột biến về mặt hoa. Hoa của nó ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ, rất là tuyệt vời. Đấy, cây của nó đây. Dòng này thì bản chất cây nó khá là lùn nhưng mà cây của nó đã đứng ngọn rồi ạ. Đứng ngọn tức là có khả năng cho hoa. Trông vậy thôi mà nó rất là nhiều năm tuổi nhá. Để quá nhìn những cái thân 1, 2, 3 năm tuổi đây. Đấy. Dòng này thì 100.000 đồng một cây. Hàng hot, hoa đẹp. Kinh ba, lô kinh ba hôm nay về đây mọi người. Cây của nó cao, to, mập. Và kinh ba thì tình trạng cây ạ, rất là cao và đẹp. Đấy, bụi nào nhiều thân này. Đấy, bụi này rất là đẹp luôn. Kinh ba em bán 80.000 đồng một chậu kinh ba. Đấy, tổng cái lô kinh ba về cây cao mướt. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, kinh ba nhá. Ba lưỡi hồng ạ. Ba lưỡi hồng, ba lưỡi vàng. Đây là một dòng ba cánh xen lẫn với nhau. Và dòng này thì thân của nó mập đẹp. Đấy, cây của nó đứng ngọn hết rồi. Lô đợt này thì cây để một thời gian cây đứng ngọn. Rất là đẹp. Ba lưỡi hồng em bán 80.000 đồng một chậu nhá. Gặp đến một lô vàng lưỡi đỏ, Denso vàng lưỡi đỏ. Đấy, dòng này thì bản chất cây của nó rất là mập ú. Đó. Và hoa của nó thì rất là đẹp. Dòng này thì hoa rất là sai. Cánh vàng và lưỡi màu đỏ. Đấy, hàng này cây tơ mướt nhá. Giá là 80.000 đồng một chậu. Denso vàng lưỡi đỏ. Kaji ạ. Dòng nắng Kaji này thì rất là được mọi người yêu thích. Ngày hôm nay thì em lượm được lô này của nhà vườn. Cây vừa cao to và rất là đẹp. Dòng này thì hoa của nó, dòng nắng này thì rất là bay. Đấy, cây của nó đây, tình trạng cây đấy ạ. Đấy, cây của nó rất là cao, đẹp nhá mọi người nhá. Đó, đẹp lắm cơ. Cây mướt, cây tơ chứ không phải là dòng cây cây già đâu ạ. Cây cằn cỗi đâu, cây rất là tơ đẹp. Dòng nắng Kaji này em bán 80.000 đồng một chậu ạ. Vàng cánh mai. Dòng này thì thực tế nó là dòng Pensoda Light với vàng chanh ạ. Đấy, dòng này thì hoa của nó quá là đẹp. Và vàng mai hôm nay thì cây của nó này nhiều thân. Cây nhiều thân và cây đã đứng ngọn hết rồi. Vàng mai, cái mặt hoa của nó rất là sai hoa các anh nhá. Vàng cánh mai này em bán là 80.000 đồng một chậu. Tiếp nữa là vàng lưỡi nâu. Vàng lưỡi nâu ạ. Đây là cái dòng vàng mà với bản lá rất là rụt rịt đẹp. Giá bình thường em vẫn bán với giá là 100.000. Ngày hôm nay thì em về số lượng nhiều. Với lại là lô hôm nay thì cây của nó nhỏ hơn lô hôm trước một chút xíu. Nhưng mà đây, cái cây của nó thì rất là đẹp luôn. Vàng lưỡi nâu này. Nhiều cây bản lá rụt rịt, lá mít tròn xe. Dòng này thì em thường em rất là cháy hàng. Cái dòng vàng lưỡi nâu này em bán với giá là 90.000 nhá. 90.000 một chậu vàng lưỡi nâu. Hôm nay thì về bạt ngàn luôn. Bản chất dòng này thì lá của nó thôi. Đấy, các bác nhìn cái lá của nó kiểu lá như thế này. Dòng này nó bản chất là như thế nhá. Vàng lưỡi nâu 80.000 đồng, à 90.000 đồng một chậu. Tiếp đến đó chính là thỏ vàng, à thỏ nâu. Đây là dòng thỏ nâu ạ. Thỏ nâu cây cao to. Đấy, nhà em phân loại hoa thì các bác thì nhìn thấy có cây này nó rất là thấp. Giá có thể cao hơn, nhưng dòng này cây của nó cây cao to mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đây là dòng thỏ nâu nhá, 80.000 đồng một chậu, cây mướt đẹp. Vàng thơm ạ, đây là cái dòng mà cánh của nó rất là đẹp và hoa thơm, dòng vàng thơm này. Cây mập ú, đứng ngọn. Vàng thơm này em bán 80.000 đồng một chậu. Vàng thơm. Tím đỏ ạ. Tím đỏ. Dòng này thì hoa của nó màu đỏ đô, rất là đẹp và chậu nhiều thân này. Chậu này cũng 80.000 đồng một chậu, tím đỏ. Tím đỏ, chậu nhiều thân. Hiroshi. Cây của nó thân rất là mập đẹp và dòng này thì mập ú. Đây ạ, tình trạng cây này, một cây Hiroshi của nó mập đẹp. Khi gửi đi thì em sẽ ghi tên ở thành chậu cho các bác. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu Hiroshi. Đấy, một số cây ở đang đứng ngọn cho nhú bông. Hiroshi lô đợt này thì rất là đẹp rồi. Tiếp nữa đó chính là Uragwan 80.000 đồng một chậu nhá. 80.000 đồng một chậu Uragwan. Denso móng rồng ạ. Đấy, dòng này thì hoa của nó rất là sai. Đây, những cái cây móng rồng đã thắt ngọn rồi. Dòng móng rồng này hoa rất là sai hoa nhá.
Em bán 80.000 đồng một chậu Dendro móng rồng pink hồng ạ. Dòng pink hồng số lượng hôm nay về có ít thôi và cây của nó rất là mập. Pink hồng 80.000 đồng một chậu. Dendro chuỗi ngọc, cây của nó thì hoa của nó như thành từng chuỗi từng chuỗi. Hoa nó tuy hơi nhỏ nhưng mà dòng này thì hoa nó đẹp. Cây nhỏ thôi ạ, 80.000 đồng một chậu Dendro chuỗi ngọc. Gửi đi thì em sẽ gửi những cái hàng mà chưa có nụ nhá. Dendro đồng tiền ạ. Dendro đồng tiền 80.000 đồng một chậu. Đồng tiền 5% 80.000 đồng một chậu. Cisaret. Dòng này thì nổi tiếng với vòi hoa rất là sai hoa rồi, rất là dài. 80.000 đồng một chậu Cisaret. Đấy. Cây của nó cao to mập, bo tím. Bo tím lá mít và dòng này thì cánh xoắn đẹp. Đấy một chậu của nó. Đấy. Hàng chuẩn bị đứng ngọn, 80.000 đồng một chậu bò tím. Dendro hoa hồng ạ. Dendro hoa hồng. Dòng này thì đây ạ, hoa của nó khá là giống với mặt hoa hồng nên là người ta vẫn thường gọi là như thế. Dòng này thì cây của nó đứng ngọn nhưng cây của nó hơi thấp nhỏ một chút nhá. 80.000 đồng một chậu Dendro hoa hồng. Loại này thì có hai mặt hoa, tuy nhiên thì không phân loại được cái mặt hoa nào. 80.000 đồng một chậu Dendro hoa hồng ạ. Soda cam. Dòng này thì hoa của nó màu cam lửa, rực rỡ. Dòng Ben Soda Cam này thì hoa thơm. Em bán 100.000 đồng một chậu Ben Soda Cam. Cây cũng lùn lùn thôi. Hôm nay thì về thêm một lô hàng mới. Dendro Lai Hồ Điệp. Dòng Dendro Lai Hồ Điệp 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu Dendro Lai Hồ Điệp. Ngọc trai đen ạ. Ngọc trai đen. Hoa đẹp rất là sang trọng, quý phái. 80.000 đồng một chậu nhá. Mấy cây cũng phải năm mấy rồi. 80.000 một chậu ngọc trai đen. Blue Coal ạ. Blue Coal. Hoa cũng là hoa cánh xoắn và dòng này thì hoa của nó đẹp. Blue Coal em bán 80.000 đồng một chậu. Pen Soda Light Yellow 58 này hay là Pen Soda Light này. 80.000 đồng một chậu. Tiếp nữa đó chính là những cây Chanel hoa trắng. 80.000 đồng một chậu Chanel. Kinh công. Dòng kinh công này thì hoa quanh năm nhá. Đấy, khi cái hoa của nó ra hoa xong thì người ta sẽ cắt đi và nó sẽ lên những cái mầm mới. Kinh công 80.000 đồng một chậu. Em còn có một số cây Sincaron. Sincaron, cây của nó thì hơi cằn một tí, tức là nó nhiều thân già hơn một chút, em bán 70.000. Loại này thì bán 70.000 một chậu thôi. CCY, dòng hoa màu trắng tinh khôi ạ, hoa màu trắng rất là đẹp đấy ạ. Đó, dòng CCY này. Dòng này thì cánh rất là bay, 80.000 đồng một chậu, bụi cũng khá là nhiều thân. Dòng xanh. Đây cái lô dòng xanh hôm nay thì về số lượng hơi khiêm tốn một chút nhé các bác nhé. Tại vì hàng thì đã hết hàng rồi. Đến gần Tết người ta cháy hàng luôn. Dòng xanh. Dòng xanh này em bán 80.000 đồng một chậu dòng xanh ạ. Dendro hồng phấn ạ. Dendro hồng phấn 80.000 đồng một chậu hồng phấn nhé. Đây. Một bụi khá là nhiều thân này, 80.000. Banana hoa thơm ạ. Dòng này thì hoa của nó rất là thơm rồi ạ. Cây của nó cũng đẹp nhá. Dòng này hoa của nó màu vàng, thơm. Càng ra nắng thì hoa càng thơm hơn. 80.000 đồng một chậu. Tiếp nữa là dòng tím xoắn Huế ạ. Dòng tím xoắn Huế còn hoa của nó dòng cánh xoắn. Và dòng này thì cũng khá được các bác ưa chuộng. Dòng tím xoắn Huế này em bán 80.000. Cây đã đứng ngọn hết rồi đấy ạ. Đứng ngọn hết rồi, 80.000 một chậu. Còn đây là tím Huế ạ. Dòng tím Huế này thì nổi tiếng mà sai hoa. Đây là những cây của nó đã thắt ngọn rồi, một số cây này. Hoa của nó sẽ lên chốc ngọn và rất là nhiều những mắt nụ ở phía bên cạnh là sẽ lên. Dòng tím Huế này thì em bán 80.000 đồng một chậu nhé. Cây của nó cũng thấp vừa vừa. Dendro rồng đỏ ạ. Rồng đỏ, hoa của nó màu đỏ cánh xoắn. Bình thường thì loại này em bán 100.000 đồng một chậu. Ngày hôm nay thì còn số lượng ít em bán 80.000. Đây cây này thắt ngọn rồi. Cái lá ở đầu ngọn này thì nó như kiểu nó lặng quá, nó bị gập xuống ấy. Không ảnh hưởng gì nhé. 80.000 đồng một chậu rồng đỏ. Đây là tổng hợp đến gần 30 loại Dendro nắng và một số loại Dendro màu hot của nhà em. Và hiện tại thì hàng nhà em có phân loại mặt hoa. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Và khi các bác mua số lượng từ 3 cây sẽ được giảm 5.000 đồng một cây. Mua từ 5 cây sẽ giảm 10.000 đồng một cây. Và khi mua từ 10 cây trở lên thì ngoài việc giảm 10.000 một cây, em sẽ tặng cho các bác thêm một lọ dưỡng hoa nhé các bác nhé. Lấy hàng